xin chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng và trở lại Nhà Trắng. Kính thưa quý khán giả, mặc dù vẫn còn nhiều bang chưa kiểm phiếu xong, nhưng đến thời điểm hiện nay, với 270 phiếu đại cử tri, gần như chắc chắn cựu Tổng thống Donald Trump sẽ quay lại Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử năm 2024 được cho là gay cấn nhất trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, khi hai ứng viên so kè khá sát sao về tỷ lệ ủng hộ ngay trước ngày bầu cử. Sự cạnh tranh của hai ứng cử viên diễn ra căng thẳng nhất tại các bang chiến trường, quyết định cục diện gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Việc giành thắng lợi tại các bang chiến trường này giúp cho ông Trump nhận được đủ số lượng phiếu đại cử tri để quay lại ghế Tổng thống. Không chỉ giành ghế Tổng thống, đảng Cộng Hòa còn giành được đa số ghế tại Thượng viện và Hạ viện. Theo dự báo, đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát ít nhất 51 ghế tại Thượng viện, đánh dấu lần đầu tiên đảng này giành đa số tại cơ quan này trong vòng 4 năm qua. Tại Hạ viện, đảng Cộng Hòa có 53% cơ hội để giữ thế kiểm soát. Việc đảng Cộng Hòa giành đa số ghế lưỡng viện Quốc hội lẫn Nhà Trắng sẽ giúp tân Tổng thống Donald Trump tăng cường đáng kể quyền lực, dễ triển khai các đề xuất chính sách thành luật hơn. Để tìm ra được Tổng thống thứ 47, nước Mỹ đã chi ra tổng số tiền lên tới 15,9 tỷ đô la Mỹ. Đây trở thành cuộc bầu cử tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Open Secrets, khoản chi tiêu này bao gồm cả các cuộc bầu cử quốc hội đã vượt qua con số 15,1 tỷ đô la Mỹ chi cho cuộc bầu cử năm 2020 và gấp đôi mức chi tiêu 6,5 tỷ đô la Mỹ của năm 2016. Trong cuộc chạy đua giành ghế tổng thống gay cấn, bà Kamala Harris là người dẫn đầu về huy động quỹ. Chiến dịch tranh cử của bà đã thu về hơn 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 40% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, cộng với 586 triệu đô la Mỹ từ các ủy ban hành động chính trị. Tỷ phú Michael Bloomberg là nhà tài trợ lớn nhất, đóng góp khoảng 93 triệu đô la Mỹ. Tỷ phú George Soros cũng đóng góp 56 triệu đô la Mỹ thông qua các ủy ban hành động chính trị của mình. Trong khi đó, chiến dịch của ông Donald Trump huy động được 382 triệu đô la Mỹ, trong đó 28% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, còn các ủy ban liên kết đóng góp thêm 694 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch của ông Trump là Timothy Mellon, người thừa kế ngân hàng 82 tuổi với số tiền đóng góp 197 triệu đô la Mỹ. Theo dữ liệu của công ty theo dõi quảng cáo Ad Impact, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 10,5 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho các quảng cáo chiến dịch tranh cử. Cụ thể, các chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris và ông Trump đã chi tổng cộng 2,6 tỷ đô la Mỹ cho quảng cáo từ tháng 3 đến ngày 1 tháng 11. Trong đó, đảng Dân Chủ chi 1,6 tỷ đô la Mỹ và đảng Cộng Hòa chi 993 triệu đô la Mỹ. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ như thế nào? Trước đó, giới phân tích cho rằng ông Trump sẽ tăng thuế với Trung Quốc lên 60%, mức thuế trừng phạt 200% đối với xe nhập khẩu từ Mexico. Những mức thuế này sẽ được cộng vào mức thuế quan chung mà ông đề xuất là 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mức thuế quan thương mại sẽ được sử dụng để chi trả cho việc cắt giảm thuế và ông muốn các công ty sản xuất hàng hóa tại Hoa Kỳ sẽ được hưởng khi giảm từ mức 21% hiện tại xuống 15%. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra lạm phát vì việc gia tăng thuế quan thương mại của ông sẽ dẫn đến giá hàng nhập khẩu cao hơn. Ngoài ra, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng muốn hồi hương và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, một ý tưởng có thể thắt chặt thị trường lao động và đẩy tiền lương lên cao, tạo ra một áp lực gây ra lạm phát khác. Các chính sách đối ngoại và thương mại mang tính đối đầu với Trung Quốc của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể làm tăng rủi ro địa chính trị trên toàn khu vực, bởi nó kìm hãm sự phục hồi tăng trưởng và dòng chảy thương mại đối với Trung Quốc trên khắp Đông Nam Á. Điều này có thể khiến các chính quyền khu vực và ngân hàng trung ương phải hiệu chỉnh lại chính sách tài khoá và tiền tệ tương ứng vào năm 2025. Kính thưa quý khán giả, chính sách về kinh tế của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính tiếp tục phân tích trong các bản tin tiếp theo. Mến chào và hẹn gặp lại!